Mến chào các em học sinh khối 7 trường Trung học cơ sở Chu Văn An. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em bài học kết thúc chương trình học kỳ 2 môn ngữ văn lớp 7. Đó là bài chương trình địa phương phần tiếng Việt. Bài học này sẽ giúp các em sửa những lỗi chính tả mà trong quá trình viết văn các em hay gặp phải. Chúng ta cùng tìm hiểu bài tập số 1. Các em hãy chọn phụ âm trong ngoặc để xác định hình thức chính tả của đoạn văn. Các em làm bài này trong vòng 2 phút nhé. Bây giờ các em hãy xem phần xác định đúng nhé. Những chữ đúng chính tả sẽ được in màu đỏ. Cô sẽ đọc lại đoạn văn. Mưa đến rồi, lẹt đẹt, lẹt đẹt. Mưa ào ào xuống khiến cho mọi người không tưởng được là mưa lại kéo đến chóng thế. Lúc nãy là mấy giọt lách tách, bây giờ bao nhiêu là nước tuôn rào rào. Mưa xuống sầm sập, giọt ngã, giọt bay, mưa rào rào trên sân gạch, mưa đồm đột trên phiên nứa, nước mưa đập lùng bùng vào lòng lá chuối, tiếng giọt răng đổ ồ ồ. Bây giờ chúng ta sẽ bước sang bài số 2, đánh dấu vào những từ viết đúng chính tả. Các em xem bài này trong vòng 1 phút nhé. Và sau đây là đáp án. Những từ viết đúng chính tả được in màu đỏ: giòn giã, dành dụng, bàn tay, trau dồi, tranh giành.
say sưa, sậm tối, khắc tinh, tin tưởng, bạch tuộc, thướt tha, bàng bạc, buồn man mác, hăng hắc, chiều chuộng. Chúng ta cùng chuyển sang bài số 3. Các em hãy tìm và viết đúng chính tả những từ có chứa các tiếng sau. Các em làm bài này ra giấy trong vòng 1 phút nhé. Và đây là một số từ gợi ý như chai lọ, bạn trai, chào hỏi, phong trào, trí thức, ý chí, sa mạc, sa tít, sắc sảo, gian xảo, chia sẻ, sẻ nửa, ra mặt, gia đình, ra vào, giải cát, giải thưởng, giải rác. Rồi chúng ta đã làm 3 bài tập để chúng ta sửa lại phần chính tả, để các em viết chính tả cho chính xác. Và chúng ta đã kết thúc bài học. Chúc các em nhiều sức khỏe và học tập tốt.